Mới rồi thì huyện cũng tổ chức một đoàn lãnh đạo huyện, rồi một số bà con nông dân lão nông tri điền có kinh nghiệm trong cái việc sản xuất đi tham quan một số mô hình, mục đích là cũng đi để học tập xem người khác làm để mình về tổ chức cách làm cho phù hợp với cái điều kiện của địa phương. Cái sắp tới thì huyện thì đã có cái chương trình kế hoạch cho mình sẽ tập trung mấy vấn đề chủ yếu này. Một đó là phải khảo sát lập lại các quy hoạch sản xuất về trong tập thể, trước hết là quy hoạch sản xuất từ quy hoạch các khu công nghiệp cho đến quy hoạch các cái vùng sản xuất trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản. Cái thứ hai là tập trung cho việc tổ chức lại sản xuất, mà trước hết là củng cố lại các loại hình hợp tác, mà trước hết là hợp tác xã kiểu mới theo luật hợp tác xã 2012. Cái thứ hai tức là tổ chức lại cái các tổ hợp sản xuất và cái liên kết trong sản xuất hộ gia đình để tạo ra một sự liên kết để huy động nguồn lực từ vốn đến nhân lực đến tiêu thụ sản phẩm. Vấn đề thứ ba tức là tích cực trong việc tái cơ cấu sản xuất, đặc biệt tức là cái ứng dụng công nghệ và sản xuất nông nghiệp, công nghệ cao và sản xuất nông nghiệp từ trồng trọt chăn nuôi đến chế biến để tạo ra một cái đột phá trong tăng cái giá trị sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn. Huyện xây dựng cái cơ chế phù hợp cho từng loại sản phẩm, từ việc xây dựng mô hình ứng dụng công nghệ trong sản xuất cũng như chế biến cho đến việc mở rộng sản xuất, thì huyện phải có xây dựng một cái cơ chế hỗ trợ cho bà con nông dân đầu tư và phát triển sản xuất. Và cái thứ tư là vai trò huyện và xã với tư cách nhà nước phải tích cực trong việc tìm kiếm thị trường để giải quyết về vấn đề thị trường, hỗ trợ cho người nông dân trong việc tiêu thụ sản phẩm.